Kính thưa quý vị khán thính giả VietTV, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy 10 tháng 9 năm 2016. Chúng tôi đang có mặt tại công viên Mason, thành phố Annandale, Virginia để tường thuật đến quý vị buổi picnic sinh hoạt ngoài trời đầu tiên do Hội Ái Hữu Sài Gòn Gia Đình tổ chức từ khi thành lập. Xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh của sinh hoạt này do VietTV DC thực hiện sau đây. Kính thưa quý vị, chúng ta đồng cất cao tiếng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Sau nghi thức khai mạc, Nguyễn Viễn Hưng, Hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Đình chào mừng và cảm tạ quan khách cùng thân hữu thường xuyên ủng hộ và tích cực tham gia cho các sinh hoạt của hội. Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được tiếp đón quý vị và ước mong quý vị sẽ được chung hưởng một buổi trưa picnic vui vẻ với anh chị em của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn sự hiện diện quý báu của toàn thể quý anh chị. Ông Nguyễn Viễn Hưng sơ lược các công tác do hội thực hiện từ khi được thành lập vào đầu năm nay. Hội của chúng ta được thành lập từ ngày 15 tháng Giêng 2016 cho đến nay. Cũng có nhiều hội viên tham gia. Hiện tại chúng ta có 134 hội viên. Từ đầu năm cho đến bây giờ, theo phương châm của hội, chúng tôi sinh hoạt của hội dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, hội là một hội ái hữu cho nên chúng ta tập trung nhiều hơn về công tác quan hôn tang tế, tạo lập cơ hội để hội viên cùng sinh hoạt với nhau càng nhiều càng tốt. Chiều hướng thứ hai, hội là một thành viên của xã hội, của tổ chức cộng đồng Việt Nam, vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Cho nên hội sinh hoạt của hội cũng theo trên nguyên tắc đường hướng của cộng đồng. Và sẵn dịp đây, nếu quý vị khán thính giả có thích và muốn tham gia hội đồng hương ái hữu đồng hương Sài Gòn Gia Định, xin gọi 703-731-7750. Cảm ơn tất cả quý vị. Bà Đặng Thị Quyên, một hội viên, nói lên cảm nghĩ của mình khi tham gia vào các hoạt động của hội. Tôi đến cái hội là cũng ở trong ban sáng lập viên của hội Sài Gòn Gia Định. Và khi mà thành lập hội thì mình đến sinh hoạt này kia nó rất là vui. Mình cũng mong là tất cả mọi người cũng cùng nhau tham gia cái hội cho nó đông đảo. Buổi phút nhất kết thúc từ lúc 2 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Quý vị vừa đến với buổi picnic do Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định tổ chức vào ngày thứ Bảy 10 tháng 9 năm 2016. Xin cảm ơn quý vị luôn đến với màn hình VietTV. Cầu chúc quý vị và gia quyến luôn hạnh phúc, may mắn và thành đạt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Đại hữu thảo VietTV tường trình từ Annandale, Virginia, Hoa Kỳ. Quý vị lựa chọn trả tiền hàng tháng để xem truyền hình Việt ngữ hay chỉ trả tiền một lần và xem chương trình hoàn toàn miễn phí? Uno IPTV, sự lựa chọn đúng hơn.